đang 600 người xem rồi. Tím các bạn. Mày gặp nhất bản bên kia. Nhất bản bên là các bạn. Cái này dễ thằng Vinh lắm. Thì gặp Vinh cũng được. Trả thù lại. Chết mà lúc trước của tao. Cái này có xem. 600 người. Với lại để này cứ mai để cho nó xay kiểu kia đẹp hơn. Cho ngắn bớt được. Mạnh về đây chấp với em ấy 19 quả. Hai anh em mày sau ra cái sân này rõ sáng hay không đấy? Sân này sáng này không đấy? Tốt. Thank you.
Tốt. Hay lắm. Cứ đẩy sườn thôi. Vì loại là đồ tiền. Mấy loại thấy là 16 táo à. Nói chung là anh. Ui giời, phí rồi. Cầu ngoài sân. Ngoài á? Quả... quả đấy đặt đấy luôn thì. Trường đang phải dồn hết sức rồi. 11-6 11-6 rồi. Ô. Bắt đầu tâm lý rồi. Có tí. Tốt. Ui giời. Cứ an toàn vào. Cường đánh mãi không chết, nó sẽ phải dén ngay. Kệ nó. Đây là bổ. Có gì ngoài sức khỏe đâu. Như không? Đấy. Cứ an toàn thôi. Úi giời. Xong rồi chết. Chắc tay tí nữa. Những cái quả đấy là phải hơi ngoắt vào sân thì nó mới vào sân. Cứ vào sân là được. Cứ vào sân đấy. An toàn thôi. Không cần phải khó quá. Ơi. Đây. Móc nó lên. Móc nó lên. Lâm. Ấy giờ mất 3 điểm không, đánh trong sân thôi. Này là gắn đi à? Đi đây đi thịt à? Tốt. Rồi. Cuối. Tốt. Đập đi. Đập đi, đập đi. Thôi, vận động viên nhí này ra đi để. Ơi hiền. Mấy rồi? 17-18 rồi. 17-18, cố lên. Cố lên. Chí mà. Ra sức đập. Tốt. Chết rồi. Ôi giời. Cố lên, cứ phông đi. Phông hai góc. Không chém, đánh đủ 4 góc là được. Là cường chết. Ui giời, tôi lấy được cường cái cá. Trong. Cái người đấy cho tài đi. Trong mà, trong. Cất cái điện thoại cho tài biết cho chúng nó. Đánh cơ dài cầu ra. Nhanh còn đi uống nước à? Nhanh để còn đi uống nước. 20 18. Cứ đánh an toàn là thắng. Ôi giời ơi, quả cuối. Cứ an toàn thôi. Ôi giời ơi. Cầu bị chết, phải sợ.
còn kéo lên dụng bác hảo dụng nhanh đi rồi xong rồi bác ra ngoài mày này không đi Cường thua hai chân loại.